Xuyết kẹ. Đâu vậy? Anh em báo mà hát rồi quá. Em muốn ngày hôm nay em với anh làm một cái tâm video. Em với anh là Thái Lan nó đẹp không? Mùi gì thúi thúi nè. Thái Lan đẹp à? Trời ơi, Thái Lan nhiều nó khô queo nhiều, ông cũng cho. Mẹ nó chết à? Má không biết chầm chết coi. Em thấy kỳ này anh bị cho nặng quá, em thấy. Má là đừng có đó, không nghe mày cho đó tôi buồn quá. Mẹ mày cái đầu như cái chú quần này đâu. Ừ quá. Giờ em bây giờ sao? Bữa nay thì trời ơi, đồ ơi, nó mệt quá rồi. Wow, hôm nay chủ kênh cho nghỉ được không? Em muốn có một thi ăn. Dạ. Sẵn có. Bây giờ mình tiền không... mà nó mất hàng đó, nó buồn, nó nghĩ. Thì đó, mình không có tiền, hai cuối giờ sẽ có tiền. Đó. Mà nghĩ áp nó biết với mẹ, nó đi làm tiền đâu. Để sao, anh muốn ăn thôi. Bà gác đồ mà nó khô, nó thì ăn đâu nó. Dạ, anh em mình này, này ngươi được không được. Trời ơi, mày có tiền rồi, dám đây ăn canh mẹ. Thì nay anh em mình ngươi. Buồn mày sao, giờ sao, ăn gì? Thì giờ mình sẽ thi ăn bánh canh từ nào. Tiền đâu? Thì mình không có tiền, mình mới nhờ mấy anh kia. Mấy anh kia rồng mẫn cái nó biết với mẹ con. Ông mẫn à, ông đi không được. Có em với anh Dương Vương mà. Ông Vương có tiền ra mấy thằng que 200 mấy của ông lậm rầu. Má mà anh khốn mà mày ác dữ mày. Cái cuộc sống này anh phải hiểu là nó luôn luôn có những cái tóc đẹp anh. Chơi cái tích vào đầu óc để suy nghĩ. Cứ tưởng trái đất này là của bố mày. Đúng rồi. Bè tốn càng nhiều đâu, bè 16 ngàn à. 16 ngàn mà anh lấy tiền mình. Chấp tỷ rồi. Ủa, không phải, cái máy nó bị ngã. Mày nói mày cái mày. Ờ, lợi chị mấy không? Lợi chị mấy không? Thôi đừng buồn nữa quá. Đừng buồn nữa quá. Ủa sao đâu? Dạ tao, ok anh quá. Mọi người nhận anh quá, anh bị đau rồi tao nên là chắc là mình đi về mình với anh Kiên. Rồi 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 cũng được, đỡ mà nó được vừa chơi lại. Mẹ, sao cái đầu anh nó gõ ra tiếng chuông hay hay thế? Mẹ mày. Đó chờ Vương vô. Đúng rồi Dũng. Đúng rồi, chờ đi á. Mẹ, đi chào mày. Đi đi. Vương ơi, Vương vô kìa. Chú vậy trời ơi. Ủa đâu. Đây đây đây. Ông có bị té. Nhà nó không. Bây giờ các bạn em mình làm video rồi, tao bạn em mình đi quay ăn canh. À, đúng rồi, thằng nào thua đã trả tiền. Đúng rồi. Thì ở bên đi nhập vào không được. Tên á. Đó. Thì ok các bạn, tên đó thì ngày hôm nay là nó bị mất hàng cho nên nó đang chạy đi tìm hàng. Anh Phương là chúng mình đang chạy đi à. Mà anh Phương lấy 200 mấy chục ngàn đồng cho nên là anh Phương sẽ. Đó. Quèn lấy 200 mấy ngàn anh trả đâu. Ngừ anh sống không ở được. Bắt được ông chưa phải nhờ anh trả. Mấy em lấy tiền để anh trả tiền đâu. Không giờ ché nữa tôi ba không được. Đúng rồi, ché luôn. Trời ơi, anh mình anh em mà. Ông ché nè, thằng tiền nó nói. Nó chịu qua mày điện đó đó, cái quay lại. Cái đó nó cũng có trách nhiệm á. Trách nhiệm đó. Mẹ nó nói tiền quý, nhớ mà sao nó. Đang nghĩ, em nghĩ sao nó ôm con anh vậy. Con. Chứ nó lấy tiền tôi mà. Ai vậy? Tiền ta tiền kế nhau. Còn thằng đó sao nó lấy rồi. Nói chung không sao, ngày hôm nay Ben. Mấy ông lấy 200 hồng ngàn ngủ eo tao. Anh lỡ gì vậy? Sao mày cứ kêu tao lấy luôn vậy là sao mày? Anh thương anh không có lấy, vợ lấy. Mấy ông vợ phải không? Tiền anh em muốn đưa vợ lấy à? Thằng tên ta đưa lại cho thằng tên rồng. Mấy tiền của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi, tiền của tôi, mày. Cái tao đâu có biết cái vụ việc gì đâu mà tự nhiên. Đâu, bây giờ ba anh em mình cũng phải làm video cho khán giả coi đâu. À. Đi quen mai bánh canh quá. À, và giờ anh em mình đừng ghép nữa. Đừng ghép nữa. Anh em mình hộp ủ lộ anh em mình ăn bánh canh lẫn nhau. Anh Vương có cầm tiền á? Không cầm tiền á? Không. Biết rồi. Vậy sao đây? Chiều ngày mình canh với nhau. Mẹ nó nói vậy 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 em biểu anh cầm tờ 50 em mà anh ăn rau anh em mình anh ăn em ăn rau quắc ăn rau quắc cả tiền tao lo được ngoài chung được được anh quắc like giờ bây giờ thi nào thua nào lậm được không được ok cái này cái này nghĩa cái tao quá bảo bị áp đâu các bạn em mình ông mẫn đâu quẹt chị đâu à thao đó em đâu gọi đâu thao đó tôi ba đây thì đây là bánh canh của bà cô rồi nha các bạn. Cô mình tên là cô Lan, là bánh canh của bà cô mình nha. Đấy, có bắt bán tất cả các loại luôn. Bốn tô, này hai tô được không? Ủa sao bánh canh mà bán cái bánh tráng nữa mày? Mày này hai tô được không? Em người ta thu nhập nhiều nhiều nguồn. Hai tô anh thoải mái bữa nay tôi lo. Ý là mình ăn hai tô, ý là một tô hai tô. Mẹ mày. Có đêm thì ở cho ta khó lắm. Tâm đi làm. Mày. Thì cô giao con. Giao tôi lo được đâu? Ba tô bánh canh giống y xì giao. Ba tô bánh canh y xì giao cô. Nhiều bún. Sao con một bột hơn chút nha con. Thì con đói đang đói ha. Con bé đứng cúp. Đang đói ha. Rồi thì tụi mình sẽ tổ chức cuộc thi ăn bánh canh nha mọi người. Ok các bạn ăn thì cũng
này mình sẽ tổ chức một ngày bên cạnh. Hiểu rồi, không bên cá sức mạnh. 9 tháng rồi, sau này tôi xây. Sao lại lại mình có phải cãi quả này? Mình đang nghe vui mà ông Hiếu bữa nay tôi vào là không lời vậy. Tiền mà. Anh Phương. Anh nào có em 200 bê đâu. Mẹ Phương để các nhà tôi là thua chung mà đúng không? Không cần nói cho nó thua nào. Thua anh nói chuyện đó chuyện của tôi chuyện đây quen rồi cô quen bên cạnh cô đang là mẹ cô ruột mà cô là cô cái nào cũng là thì nó tự lo nó mở một ai cho nhà tôi nhà bé mẹ con có mày quan trọng có mày gì mà cô quan kia tôi rất là thành bé là hay gần mẹ cô hay là em ruột của ông cậu ông kia không có thể thành người nào nói vậy đó nói đầu tóc tạp cả chứ nói gì vậy có nghĩa là ông có bao nhiêu đây là cô ruột là cô ruột là em ruột của ông cậu quá đúng đầu ông kia tôi rất là thành nhà ông nói gì nhặt khoe mà là rau nải thế là cái tầm nó thấp không cái tép lòng cao mà tép lòng đó đấy mẹ biết áp rồi đấy làm gì mẹ nghe mẹ chỉ giúp anh mẹ không mày quen trong cái này quen theo mẹ đau quá mất cái này. Đó. Không ai đi mình thi với các bạn thì mình hôm nay các bạn biết ai là để con nó không? Không giá mà. Phải đi mà. Phải đi xuống nước rồi ra con đâu vậy? Phải chút nữa 2 phút. Sao mày nhiều chuyện dưới này quần? Tao nói là anh em mình phải một cái này xuống nước rồi, còn một nước nào đó còn. Dỡ cái dùi với lại gì rồi? Không biết nó nước rồi dỡ vậy. Mày biết tao đó không mày, mày cứ dỡ rồi mày. Vậy nó biết người ông biếm. Ai biết? Ông nhà ai biết liền hả? Ai mà anh trước là thua nha. À giờ là không hai ba mà hả? Đầu tiên cũng chăng mà ai trước là thua là sao mày? Thì là một hai ba anh biết không? Anh buồn phải biết đâu giờ biết thôi à? Đúng rồi. Cứ tưởng là anh hết đi trước rồi. Biết cái nó gọi nó à? Nghe. Sao vậy? Trời ơi, quá. Ê trời á. Này em nói với anh Mẫn này ngày hôm nay anh kêu là anh nghĩ làm thì ok. Ừ. Bây giờ là tụi em đang ăn bánh canh mà anh tìm ra quán bánh canh thì anh táo cũng không thông. Đúng rồi. Ơi trời, cái người thông minh là nó phải có cái lối đi riêng. Đúng rồi. Cấp này. Cái cái điểm đó. Buồn hả? Em biết đấy. Ông nào mà em cứ là thua. Để anh nói quán của Bỉ rồi, kêu để ông tìm ra. Ở đây quán của Bỉ. Trời ơi, dữ mày mà nói quán của Bỉ rồi, dữ ông kiếm em mà nói là tôi đang ăn bánh canh. Ông bánh canh quán của Bỉ tìm được quán nào. Ông tìm được quán nào là ông vô quán đó, đúng không? Quần nào mớ nặng canh nữa đâu. Nhanh ai chưa mà. Chắc tôi làm có không cút mày. Cúc mà ăn gì? Cúc đi xin. Cô bảo quên, bà cô quên sao áo quên cúc. Bà con cứng này ăn cái gì? Mày con trứng hả? Bà con cứng này. Bỏ thằng trứng này cúc buồn. Lé lé. Điều đó. Đâu nè, bây giờ nè. Bỏ ra nha. Được là mất mặt quá anh em mừng. Quen chứ à? Thì mà. Làm cho mình đang cười mà đừng tỉnh. Anh em mà ra đây đường đàng hoàng thật sự. Ê! Cái mà đầu mà nhờ thở ra đây. Nó bùa tháng tháng nào đó. Tháng 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 à. Mở cái ái 1, 2, 3, vô. Sao mày nấp tao đi em bắn cành nè. Ê mày ngu. Chớ ông đi làm gì ở bơ quá thì ông ấy. Mấy tiền sao phải cung được rồi. Hay là người quần vô sao yêu mẹ nó đang. Anh mở một căn lên một căn anh nhớ rồi. Rồi rồi. Đi đi bốn lần mà mấy mẹ này cái mẹ cũng tỏ mỏ này bây giờ. Của cô ta con tôi, con tôi bự hơn con nó. Thôi bự. Của cô ta con tôi, cái gì con nó bự hơn. Thầy tướng nha. Mà mấy bay làm gì mày ăn mời tẹt mới quay à? Thầy không hiểu đâu. Mà không hiểu không? Hôm nay chỉnh lắm, tàn thi mà. Mày bự bên đây bùng tàu ra đúng không? Không vô ăn á. Vừa rồi mà thú rồi. Mình trao luôn, mình trao luôn. Thì mày đàng hoàng con mày không? Dạ. Nhận được tiền hả? Ngon quá. Tự tự trong mặt chứ không ăn cái trong mà tao chóng được cả. Người ta này để đợi tao thôi. Tao đi làm chưa một rồi sáng tao rồi. Ăn tao luôn. Không tao luôn hay tao ăn tao luôn. Tao con một cục bự hơn con nó. Ừ. Ăn mày tính tiền vậy nha. Ừ. Lên con. Ông ăn được tao nhịn ăn một hầm thâu ra thì được rồi. Có người thân tiền nào không như tao mày? Nên ăn cô ăn đây. Không có bụng que. Ăn cô. Có bụng que. Nó nghĩ là lọc cái gì? Có nghe nhé. Nên anh cho em ra đi dùm. Nè. À, đúng nha, này đúng nha. Ngọt quá. Quần mẹ cái
tao nói chuyện bữa nay tao không ngờ tụi mày xong chưa vậy á. Ông Vương phải bác ông còn làm anh ông hay ông Vương không kì. Trời ơi, nói này có em cứ im lặng. Không biết nhưng mà chiều đầu cũng ăn phải chiều chứ sao ông mà chả biết rồi đi mang anh cả đèn cùng đúng không? Tung thì tu đi quay vượt rồi đúng tay chỉ đồng tay chỉ nào. Trời ơi, lỡ tôi không thấy là bữa nay thì thấy anh em tôi nuôi với tôi đâu. Con đèn, con đèn nó bị mất đèn đâu. Má là mất đèn, ông chạy xuống nhà đó coi thôi, đỡ bè không anh ấy. Không, không được, kẹp, giới gì kẹp được mày, kẹp ta bào như, sợ gì. À, giới gì kẹp được mày, kẹp ta bào như, sợ gì. À. Tao đỡ áp này một, nên anh em cho tụi nó ăn, sẽ bớt đồ đây nè. Tụi anh nếu mà làm gì anh giữ mày. Nói mẹ cho đó hết không nói. Nhưng anh nói là anh phải làm gì cho nó khó mẹ. Vậy em thương tôi nữa. Chị ngu chi phấn. À. Mà mày chết đối sao anh giữ mày. Từ từ anh. Từ anh nào. Từ từ anh. Có. Từ từ anh không kêu đi. Bà này càng có cái chương trình này nó hay lắm. Cỡ tụi chúng nữa không biết. Tụi nó đòi quảng mẫu này cái gì hả. Mày không gọi mày như sao không gọi là đâu. Tôi chỉ kêu là tìm đây thì không tìm theo luôn rồi. Tao đi về đi, tao thấy là tao đi vượt rồi sao. Anh nói còn lại đi. Ủa nó bụng. Từ từ anh giữ mày. Dù giúp anh trước. Mày đuổi theo anh theo. Cái này là của chú sư tử mà không như thế thôi. Này, nó bắt đầu. Thôi, chứ nha anh còn trắng ở nhà mày. Mày hầu dùm anh còn trắng được. Thưa ơi, còn mày là nói. Thôi anh nghe. Đâu, mấy bé rồi đâu, hiểu không?
Chết mẹ bị dính bẫy rồi. Cho con. Anh bẫy ra. Later. Tự nhiên nó cho con giờ biếu con trẻ.